shit. Double kill. First kill. Double kill. Double kill. Mọi người ơi, đây là songkit.vn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mặt refi này, thử bằng mai, chất lượng, uy tín mà sao rẻ nữa, hãy ghé vào songkit.vn nha. Đường link thì Kit để vô phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo này. Còn bây giờ thì cảm ơn người đã ủng hộ cho Kit nha. Hello, sawadika. Hôm qua kỳ học tiếng Hàn Quốc mọi người, nên là hôm nay kỳ học tiếng Thái nha. Xin chào tất cả mọi người nha, lại là Kit đây. Và theo yêu cầu của rất là nhiều bạn luôn, các bạn yêu cầu Kit làm một video hướng dẫn về cách chuyển server đi, để mà các bạn có thể chuyển sang server của Mena này, server Trung Đông của Sắc này mọi người, BNL này, Bon2Q hay là Vincenzo, Cyblood đấy, để mà giao lưu với họ. Hoặc là các bạn chuyển sang server Thái Lan để mà giao lưu với lại Rook Rocken này. Hả? Thì thấy các bạn comment quá trời luôn, nên là Kit phải làm thôi. Hả? Thì ngoài việc là chuyển server ra thì video này Kit cũng sẽ hướng dẫn cho bạn nào muốn chỉnh hướng nào lông màu đỏ nha. Bạn nào muốn chỉnh thì chỉnh nha, còn không muốn chỉnh thì thôi nha mọi người. Đấy, không ép đâu. Ok, và như các bạn thấy ở đây á, thì Kit đang có một cái nick ở server Việt Nam này. Và Kit cũng có một cái nick ở server Indonesia, một cái nick khác thì ở server Singapore. Ngoài ra thì Kit cũng có chơi server Ấn Độ này. Các bạn thấy cái chữ khu vực không? Khu vực Ấn Độ đấy. Thì đây là nick chơi ở server Ấn Độ nha. Và tiếp theo thì Kit cũng có một cái nick chơi ở cái server Brazil, qua bên đó để mà ngắm Rio de Janeiro này, chơi với lại Ronaldo béo. Đấy, thì tiếp theo Kit cũng có một cái nick ở server Trung Đông là server Mena của Rook này, Vincenzo, Cyblood và BNL. Thì ok, ngoài ra thì Kit còn có vô số tài khoản khác như là server Thái Lan cũng có này, chơi với lại Rook Rocken 31 mọi người. Và server Đài Loan cũng có, mới chuyển hôm qua server bên Nga cũng có mọi người. Đây, như mọi người thấy á, ở đây Kit có rất là nhiều tài khoản Facebook luôn. Đó, thì tới hình như là 7-8 cái lần. Thì mỗi một cái nick Facebook ở đây đó mọi người, là Kit sẽ chơi một server nha. Chứ không phải tự nhiên một cái nick mà chuyển tùm lum server hết trơn mọi người. Một nick Facebook mình chỉ chơi được một server thôi nha. Nên là cái bước đầu tiên đó, các bạn cần làm cho Kit là cần tạo cho Kit một cái nick Facebook trắng hoàn toàn nha mọi người. Chưa đăng nhập Refi bao giờ thì mới chuyển được. Còn nếu mà cái nick Facebook đó mà các bạn chơi Refi rồi thì coi như là không chuyển được nha. Chứ không phải tự nhiên mà Kit ở không, Kit đi tạo tùm lum nick mọi người. Nên là muốn chơi một cái server khác thì mình cần có một nick khác nha. Rồi, sau khi mà các bạn có một cái nick Facebook trắng này nha, Facebook mới, thì bây giờ các bạn vào cho mình là App Store hoặc là Safe Play để mà tải cho Kit một ứng dụng này nha mọi người. Thì đây Kit xài iOS này, iPhone, nên là Kit sẽ vào App Store nha. Ứng dụng có tên là OVBN Spider mọi người. OVBN Spider là con nhện đấy. Đó, app này nha mọi người. Best VPN Proxy OVBN Spider. Đọc tiếng Anh ghê chưa? Quá ghê luôn. Ok, thì tải về nha mọi người, tải về. Sau khi mà tải ứng dụng này xong về đó, thì chúng ta sẽ có ứng dụng đây. Kit tải rồi mọi người. Đây, OVBN Spider. Mình mở lên nha. Thì các bạn lưu ý này, là hôm nay Kit sẽ hướng dẫn các bạn chuyển sang server Mena nha. Thì mình sẽ chọn cái server cái nước nào nằm trong cái server Mena nha mọi người. Server Mena nó không giống như server Việt Nam của mình, hay là Indo, hay là Thái Lan, hay là Singapore. Mà Mena đó, nó có rất là nhiều nước mọi người, nó tới 22 nước lận. Và theo cái tìm hiểu đó, thì cái nước mà United này các bạn thấy không, cái phần AE này, United Arab Emirates, có nghĩa là các nước tiểu vương quốc Ả Rập mọi người. Thì cái này nó cũng là Mena luôn đó. Cái này Dubai đó mọi người, Dubai đấy. Rich Kid Dubai đó mọi người. Thì bây giờ các bạn chọn cho mình một này nha. Cái này chuyển sang Trung Đông nha mọi người. Còn nếu như mà bạn nào không muốn chuyển sang Dubai để mà làm Rich Kid á, thì các bạn chuyển sang Ấn Độ này, Ankara cũng được này, hay là chuyển sang Brazil để mà mình xem Ronaldo béo đá banh. Hoặc là chuyển sang Thái Lan để mà chuyển giới. Cũng được mọi người, muốn chuyển nước nào cũng được cả, các bạn tìm cái nước đó cho mình nha. Bây giờ mình chuyển sang US này cũng được nè mọi người.
chuyển sang Japan này cũng được này, chuyển sang Korea cũng được nè mọi người. Ở nhiều nước lắm, thì cái app này hơi bị lag nha mọi người, hơi bị lag đó. Thì các bạn cứ chọn cái nước nào mà các bạn muốn chuyển đó thì mình nick vô nước đó nha. Bây giờ thì Kit sẽ phải chọn một trong ba cái mục United Arab Emirates mọi người, tại vì nó tới ba một lần. Mà ở đây Kit sẽ chọn cái mục nào mà cái biên nó thấp nha, và cái speed này của nó cao mọi người, nên là Kit sẽ chọn cái thứ ba này. Đó, ấn vô nha mọi người. Ồ, cái app này nó hơi bị nhiều app nha mọi người, hình như hơi bị nhiều quảng cáo đó. Do là cái nào cũng vậy mọi người, đâu có gì mà miễn phí đâu. Cái này mình xài chua mà đúng không, xài chua nó phải xem quảng cáo mọi người. Chắc là Kit sẽ cắt bỏ cái này. Rồi bây giờ thì các bạn chờ cho nó connecting nha. Sau khi mà cái chữ VPN status này mọi người, để chữ là connected á, thì chúng ta đã kết nối với lại server Mina đó. Bây giờ thì các bạn vào Refine nha. Vào Refine này. Thì sau khi vào Refine rồi, mình đăng nhập Facebook nha mọi người. Các bạn lưu ý nè, đăng nhập cái Facebook mà các bạn mới vừa tạo nha. Đừng có dùng Facebook cũ nha mọi người. Facebook cũ là fail đấy, không được đâu. Mình xài Facebook mới nha. Đăng nhập Facebook này, tiếp tục này. Do là ở đây Kit đã kết nối cái nick này với lại cái server Trung Đông rồi, nên là nó sẽ không có hiển thị cái mục là nó hỏi mình á là bạn có muốn ràng buộc cái tài khoản này với lại Trung Đông hay là Việt Nam hay không. Thì mình chọn cái Trung Đông nha mọi người. Một tí nữa Kit sẽ chèn lên một cái ảnh nữa cho mọi người xem dễ hiểu nha. Đó, thì sau khi mà đăng nhập xong rồi thì chúng ta vào chơi thôi mọi người. Server Trung Đông nha. Đó, bây giờ thì mình vào mình solo với Jack này. Nói đùa thôi mọi người, chứ Jack đâu rảnh đâu mà solo với mình. Rồi bây giờ các bạn xem cho mình này nha, khu vực Trung Đông rõ ràng đúng không? Đó, như vậy là Kit đã chuyển sang Trung Đông rồi nha mọi người. Rồi ok, bây giờ Kit sẽ hướng dẫn cho mọi người gọi là chuyển hướng đầu lông màu đỏ nha. Thì cái này nhiều bạn hỏi Kit quá trời luôn mà Kit không dám trả lời. Không biết sao mọi người ạ, nên là hướng dẫn cho mọi người luôn. Thì cái app mà lúc trước Kit chỉ cho mọi người đó là UU Booster, thì app đó đã bị gọi tính phí rồi. Chúng ta phải trả phí thì mới chơi được. Bạn nào có tiền thì chơi được, không tiền thì thôi, không chơi được. Nên là ngày hôm nay đó Kit đã dùng một cái app khác có tên gọi là 1.1.1.1. Thì cái app này sau nhiều năm, nhiều cao thủ Free Fire chúng ta dùng cái app này để mà luyện phim trừ bát giới. Trừ bát giới, mặc dù là Kit không biết phim đó phim gì mọi người, nên là thôi kệ, Kit dùng cái app này để mà chuyển hướng đầu lông màu đỏ nha. Còn bạn nào thích luyện trừ bát giới thì luyện trừ bát giới, Kit không quan tâm nha. Kit cũng không có biết phim trừ bát giới là phim gì đâu mọi người, nên là các bạn cũng đừng hỏi Kit nha. Hồi xưa mình có xem phim Tôn Ngộ Không thôi. Bây giờ thì các bạn vào cho mình là App Store này hoặc là Safe Play cũng được, tải về cho mình ứng dụng là 1.1.1 này đó, Faster Internet, và tải ứng dụng này về mọi người. Mình cũng hiểu sao mà nhiều ông phát hiện ra ứng dụng này dùng để mà coi phim trên bất giới cũng được hay đâu mọi người. Mình thì chỉ biết xài cái app này để mà chơi cái Refine này thôi. Đó, bây giờ bật lên nha, bật lên xong rồi mình mở lên này, on lên thì nó sẽ connected. Connected á, thì các bạn sẽ thấy là chữ VPN hiện lên thấy không? Đó, thì lúc đầu các bạn tải về á, nó sẽ yêu cầu mình là mở VPN lên. Thì các bạn là nhớ là cho phép nó bật VPN lên nha. Sau khi mà bật VPN lên thì chúng ta sẽ vào Refire này. Mình sẽ thoát ra chứ hả? Rồi, mình vào lại mọi người. Vào game lại thôi. Bây giờ thì sau khi vào game á, thì chúng ta sẽ chơi được và có hiệu ứng đầu lông màu đỏ luôn. Rất đơn giản mọi người, ứng dụng này miễn phí nha. Free nha mọi người. Free đấy, không tính tiền. Đó, mình chơi Refire nha, chứ không phải là xem phim trừ bất giới đâu, như bạn bự như con ngựa đó. Rồi, bây giờ các bạn kiểm tra cho mình cái mục điều khiển này. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái mục hiệu ứng hình ảnh bên dưới này không? Bên trên chữ tầm bắn này, chúng ta sẽ có cái mục là hiệu ứng hình ảnh. Thì ở đây nó sẽ có ba cái dòng là tắt, bật và không mất máu. Thì các bạn chọn chữ tắt á, thì có nghĩa là hiệu ứng đầu lông màu đỏ nó sẽ xuất hiện lên. Còn các bạn mà chọn chữ bật thì hiệu ứng cái nón bảo hiểm đen xì lì á, đen xì lì mà xấu quá á, nó sẽ hiện lên. Và cái thứ ba không mất máu là gì? Không mất máu có nghĩa là khi mà chúng ta ngoài bo đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vần máu nó hiện lên đúng không? Thường khi là các bạn ngoài bo thì sẽ xuất hiện một cái vần máu đen xì lì á, nó sẽ làm mù mắt của mình, nó mờ mắt của mình, khó quan sát này. Nhưng mà khi mà các bạn bật chữ không mất máu này lên á thì cái phần máu đó nó sẽ biến mất mọi người. Có nghĩa là nó sẽ các bạn nhìn nó trong suốt á, giống như là ở trong bo vậy đó. Nó sẽ giúp mình quan sát dễ hơn. Nhưng mà cái này không có nghĩa là chúng ta không bị mất máu ngoài bo nha. Nó vẫn bị mất máu bình thường mọi người. Cái này là cái phần mềm chuyển đổi hiệu ứng hình ảnh thôi, chứ không phải là hiệu ứng hách nha. Không phải là hách nên là các bạn đừng có hiểu nhầm nha. Ok, thì đó chính là hiệu ứng đầu lông màu đỏ nha mọi người. À, mà khi các bạn xài app 1.1.1 này, các bạn nhớ là khi mà mình vào trận đấu á, mình vô trận đấu nha, xong rồi các bạn bật cái app lên, rồi mình bấm vào cái nút tròn tròn ở giữa, rồi các bạn tắt cái VPN đi nha, tắt app đi, để cho cái pin của mình nó không bị cao nha mọi người, và nó sẽ không bị lag.
Chứ mà các bạn để cái app này nó chạy ngầm trong trận đấu của mình á thì nó sẽ bị lag và nó biên nó cao lắm mọi người, không chơi được đâu. Nên là mình cần tắt cái app đi nha, tắt app khi vào trận nha mọi người. Còn khi mà đang bên ngoài trận đấu, mọi người đang ngoài sân chờ đó thì đừng tắt app nha, tắt app đi là nó sẽ bị giăng game luôn. Mình chỉ tắt được trong trận đấu thôi. Đó thì đó là cách làm nha mọi người, cách chuyển server cũng như là cách chuyển hướng nồi lẩu màu đỏ mà Kid đang dùng. Ok, bạn nào quan tâm muốn làm thì cứ làm thử xem sau nha. Thấy nhiều bạn yêu cầu lắm nên là Kid mới làm video này. Rồi, nếu mà các bạn thấy video này thật sự hữu ích, các bạn cho Kid xin một like, bật chuông thông báo lên này và comment vài cái nha mọi người. Còn bây giờ thì kết thúc video rồi, tạm biệt tất cả mọi người thôi. Bye bye mọi người nha.